người đàn ông đang đi xe máy bất ngờ bị đâm gục từ sau lưng. Thu giữ 179kg ma túy nhập cảnh đường hàng không. Phát hiện ô tô tự lật biển số, hóa trang thành xe cơ quan trung ương. Phát hiện nhóm người đãi vàng trái phép ở Kon Tum. Đám cưới trong mơ của 10 đôi công nhân khó khăn ở Bình Dương. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây một người đàn ông ở Bình Thuận đã bất ngờ bị một người dùng hung khí tấn công vào lưng, ngã gục xuống đường khi đang đi xe máy. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự manh động của đối tượng. Ngày 30 tháng 6, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tiến hành trích xuất camera để truy xét hung thủ dùng hung khí tấn công một người đàn ông trọng thương. Trước đó vào chiều 29 tháng 7, một người đàn ông đang đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết thì bất ngờ bị đâm bằng hung khí phía sau lưng, ngã gục xuống đường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu rất nhiều. Bước đầu xác định, người đàn ông bị nạn là ông CLL, 36 tuổi, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Một số nhân chứng cho biết, thời điểm trên, nhiều người đang lưu thông thì thấy nạn nhân tự ngã xuống đường, còn nghi phạm cũng đi xe máy phía sau, đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mới đây, theo Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, các nguồn tin thu thập được và kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng lớn ma túy từ Đức về Việt Nam. Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, triệt phá đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy, lãnh đạo Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy đã đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để đấu tranh với tội phạm ma túy vận chuyển trái phép từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyên án được Cục Hải quan Hà Nội xác lập ngày 30 tháng 5, chỉ 4 ngày sau đó, ngày 4 tháng 6, đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179kg ma túy tổng hợp MDMA. Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Thưa quý vị, từ việc phát hiện xe ô tô sử dụng biển kiểm soát 80B9189 không đúng với đăng ký xe do Công an thành phố Hà Nội cung cấp, tổ công tác đã lật tẩy chiêu trò xe biển trắng, hóa trang biển xanh của cơ quan trung ương. Lúc 10 giờ sáng 30 tháng 6, tại trạm thu phí cao tốc Vân Đồn – Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 2, cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã dừng và kiểm tra xe ô tô Land Cruiser VX mang biển kiểm soát 80B9189. Tại thời điểm kiểm tra, đội cảnh sát giao thông số 2 phát hiện trên xe có 5 người, gồm 1 nam và 4 nữ. Lái xe là anh Nguyễn Đình Hát, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, tổ công tác phát hiện xe ô tô này sử dụng biển số 80B9189 không đúng với đăng ký xe do Công an thành phố Hà Nội cấp. Đồng thời phát hiện xe sử dụng thiết bị lật biển số xe với một biển số khác ở mặt sau biển số 29A45565. Kiểm tra trên hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng xác định biển số đăng ký 80B9189 được cấp phép cho phương tiện thuộc quản lý của Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Đình Hát đã thừa nhận thực chất xe ô tô Land Cruiser VX đang điều khiển mang biển kiểm soát 29A45565 và đã tự ý lắp đặt thiết bị lật biển số xe vào phương tiện của mình, với một mặt là biển số đúng của phương tiện, mặt còn lại là biển số 80B9189. Nguyễn Đình Hát cũng đã xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm của xe mang biển kiểm soát 29A45565 do mình làm chủ phương tiện. Đội Cảnh sát Giao thông số 2 đang tiến hành xác minh dấu hiệu trục lợi của Nguyễn Đình Hát khi lái xe biển xanh giả đã qua các trạm thu phí, chiếm đoạt số tiền phí đường bộ của phương tiện 80B9189. Qua xác minh của Cảnh sát Giao thông, Nguyễn Đình Hát đang công tác tại một cơ quan trung ương. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát Giao thông số 2 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vân Đồn xử lý theo quy định. Hiện nay, biển số xe đã được định danh để quản lý chặt chẽ. Do vậy, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo đối với mọi hành vi sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, các thiết bị thay đổi biển số xe hoặc làm giả giấy tờ phương tiện sẽ bị truy tố hoặc xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 6, ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương vào hiện trường để xác minh thông tin về nhóm người đãi vàng trái phép tại khối 1, thị trấn Đắc Tô,
hoạt động này diễn ra ngang nhiên, chỉ cách trung tâm thị trấn chừng 2 km. Theo đó, sáng 29 tháng 6, tại đường dân sinh vào khu vực khối 1, thị trấn Đắc Tô, chúng tôi bắt gặp một nhóm người đang dùng máy nổ để sai sát và các loại máng chào đãi vàng. Khi thấy người lạ đi vào, những người trong các lán trại vẫn tiếp tục công việc, không tỏ ra sợ hãi. Nhóm người đãi vàng trên gồm 3 thành viên, một người vận hành máy nổ, một người di chuyển những bao đất đá cho vào cối máy nổ để sai sát, người còn lại trực máng nước. Theo quan sát, máy nổ dùng dây cura nối vào máy xay, liên tục xay bùn đất đá để cho vàng chảy xuống máng để lắng vàng thô. Những bao bì đất đá dùng để đãi vàng được vận chuyển từ mỏ vàng Đắc Cri Peng, huyện Đắc Tô về lán trại này. Cách lán trại chừng 50 mét, có một dòng sông chảy qua. Những người này tận dụng kênh mương để đãi vàng và xả thải trực tiếp xuống dòng sông. Sự việc này khiến người dân xung quanh bức xúc. Khi được hỏi về việc đãi vàng trái pháp luật, một người tự xưng là Lâm Văn Sếp, 64 tuổi cho biết bản thân làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống bởi làm nông khó khăn. Ông Sếp trần tình thêm, trước đây đất đá tại mỏ vàng Đắc Cri Peng bị bỏ hoang. Bây giờ đến mùa mưa, người dân đào tay ở trên mỏ rồi vận chuyển các bao đất đá bằng phương tiện xe máy về nhà và tiến hành đãi. Ngày ngày kiếm ít vàng để có thêm nguồn thu nhập. Đáng nói, nơi đãi vàng trái phép của nhóm người này chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng chừng 2 km về hướng Tây Bắc. Những tiếng nổ máy ầm ĩ và công khai đãi vàng như thế này, nhưng chưa có một lực lượng chức năng nào phát hiện để có hướng xử lý kịp thời. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga, 36 tuổi, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bà Nga có nghề nghiệp là luật sư. Khoảng tháng 10 năm 2022, bà này ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông NHL tham gia giải quyết vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất với chi phí là 250 triệu đồng. Trong quá trình làm đại diện theo ủy quyền của ông L, bà Nga đã nhiều lần đưa thông tin gian dối về việc cần phải đưa tiền để được tiếp cận hồ sơ, giải quyết vụ án, để thắng kiện và đóng tiền tạm ứng án phí cho tòa án. Được yêu cầu cũng như tin tưởng luật sư, ông NHL đã đưa cho bà Nga 561 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Nga không thực hiện như cam kết mà thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên. Do bản án không đạt được kết quả như cam kết nên bị hại đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu bà Nga trả lại tiền, nhưng luật sư này vẫn không trả. Sau khi biết bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Dương, bà Nga mới chuyển số tiền gần 200 triệu đồng qua tài khoản của bị hại để trả lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Mới đây, công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai, điều tra để xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán bar. Trước đó khuya 29 tháng 6, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán bar Astro số 21 đường Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, công an phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy đang nhảy múa trong tiếng nhạc. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 28 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 25 trường hợp ngồi tại 4 bàn của quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại các bàn, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Qua điều tra ban đầu, công an xác định các đối tượng ngồi trong 3 bàn VIP 1, 8 và 9 đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, đây là vụ tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar quy mô lớn nhất ở Đắk Lắk từ trước đến nay mà lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột triệt phá. Khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 6, người dân phát hiện khói bốc ra từ bên trong căn nhà 3 tầng tại hẻm 256, đường Liên Khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Do cửa căn nhà khóa kín nên người dân chạy tới tìm cách đập cửa và báo cho người trong nhà. Ba người gồm hai người lớn và một trẻ nhỏ bên trong căn nhà chạy lên sân thượng, trèo qua nhà lân cận thoát xuống đất an toàn. Nhận tin, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong nhưng nhiều tài sản bên trong ở khu vực tầng trệt bị hư hỏng. Vừa qua, tổ tàu SE2 phát hiện tài sản lớn của khách đi tàu bỏ quên và kịp thời trao trả đến tận tay hành khách. Đoàn tàu SE2, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội, xuất phát từ ga Sài Gòn vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024 về đến ga Hà Nội lúc 6 giờ ngày 30 tháng 6. Trong quá trình dọn vệ sinh trên tàu, tiếp viên Lê Sĩ Hoàng Anh, đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, phụ trách toa số 7,
đã phát hiện có một túi sách của hành khách để quên dưới gối tại giường số 1, toa xe số 7. Ngay lập tức, tiếp viên Hoàng Anh báo cáo trưởng tàu Dương Văn Toản về việc hành khách bỏ quên tài sản trên tàu. Trưởng tàu cùng các bộ phận liên quan đã kiểm tra và tiến hành lập biên bản sự việc. Trong túi sách gồm có 2 điện thoại di động, nhiều giấy tờ quan trọng cùng số tiền gần 15 triệu đồng. Bằng các nghiệp vụ chuyên môn, tổ tàu đã xác định được hành khách bỏ quên túi sách nói trên có tên Đỗ Thị Thanh Nhàn, có số vé và số giường trùng khớp với thông tin trên hệ thống. Lộ trình di chuyển từ ga Quảng Ngãi tới ga Nam Định, đồng thời trưởng tàu Toản đã liên hệ với hành khách Nhàn và cùng nhau thống nhất sẽ trao trả số tài sản nói trên tại ga Hà Nội cho người nhà hành khách trong buổi sáng cùng ngày. Trưa 30 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức đám cưới tập thể cho 10 đôi vợ chồng là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam. Đến dự lễ cưới đặc biệt này có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương và lãnh đạo hơn 20 doanh nghiệp đến dự tặng nhiều món quà có giá trị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, với mục đích hỗ trợ các anh chị là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới, đơn vị đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi anh chị công nhân. Lễ cưới tập thể với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các anh chị công nhân lao động đã đăng ký kết hôn, chính thức có được một lễ cưới ý nghĩa theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Qua đó các anh chị có điều kiện tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mảnh đất Bình Dương thân yêu, nghĩa tình. Trước ngày diễn ra lễ cưới, 10 đôi vợ chồng được 10 xe hoa rước vòng quanh tỉnh Bình Dương để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất. Lễ cưới tập thể đặc biệt này được các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ từ A đến Z. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan chia sẻ, Liên đoàn tổ chức lễ cưới tập thể cho 10 cặp đôi công nhân nhằm hỗ trợ các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới, mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để người lao động chính thức có lễ cưới ý nghĩa theo phong tục cổ truyền của dân tộc, giúp họ tiếp tục xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc tại Bình Dương. Bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đã triển khai mô hình lễ cưới tập thể trên toàn quốc nhằm đáp ứng ước nguyện của các đoàn viên công đoàn, công nhân lao động mong muốn có một lễ cưới đơn giản, ấm cúng. Hoạt động này góp phần hỗ trợ công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tạo dựng mái ấm, ổn định cuộc sống và yên tâm làm việc. Đây cũng là cách khẳng định vai trò đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động. Bà gửi lời chúc phúc tới các cặp đôi, mong các cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau là động lực, chỗ dựa vững chắc, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, cố gắng lao động, công tác để xây dựng doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và Bình Dương ngày càng phát triển. Tuyến phố thương mại theo mô hình chợ đêm giải trí bên biển đầu tiên tại miền Bắc, VuiFest Hạ Long chính thức đi vào hoạt động từ tối 29 tháng 6 tại khu di tích bãi cháy thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến phố thương mại theo mô hình chợ đêm giải trí VuiFest Hạ Long chạy dọc theo bãi tắm bãi cháy, quy tụ hơn 100 gian hàng kinh doanh, ẩm thực, đặc sản ba miền Việt Nam, quà tặng lưu niệm, thời trang, trang sức, cùng với nhiều chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí, qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, đồng thời gia tăng trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho du khách khi đến Hạ Long nói riêng, Quảng Ninh nói chung. Trong 3 ngày đầu mở cửa, các gian hàng tại đây đang chào đón du khách bằng loạt ưu đãi hấp dẫn, Minimart, Toco Toco, sữa chua Trân Châu Hạ Long đồng loạt giảm 10% giá trên tổng hóa đơn, Bistro Full Bake Club giảm 5% giá trên hóa đơn, hay Chill Bake Bar tặng ngay một ly draft bia tươi từ vùng Sapporo của Nhật Bản. Các ưu đãi này sẽ được áp dụng ngay khi du khách check-in tại nơi mua sắm cùng hashtag VuiFest Hạ Long. Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như giảm giá 10% hóa đơn và mua 2 tặng 1 cũng đang đón chờ du khách tại nhiều gian hàng trong không gian VuiFest Hạ Long. Tại các không gian Sun World Hạ Long và Yoko Onsen Quang Hành, du khách có cơ hội nhận được những khuyến mãi hấp dẫn như Sun World Hạ Long giảm giá 10% giá vé công viên khi du khách phát sinh hóa đơn từ 200.000 đồng và trải nghiệm giải nhiệt mùa hè với kem Sun World chỉ 30.000 đồng trên chiếc. Yoko Onsen dành tặng ưu đãi đặc biệt độc bản khoáng nóng, chọn gói trải nghiệm với chính sách mua 5 tặng 1 áp dụng cho dịch vụ Public Onsen và mua 5 tặng 1 với kem Mochi Onsen. Tất cả những ưu đãi này sẽ mang đến giá trị gia tăng đáng kể cho du khách khi đến với VuiFest Hạ Long. Đặc biệt, trong khung giờ từ 20 giờ đến 21 giờ 30, các ngày từ 28 tháng 6 đến 15 tháng 7, tại VuiFest Hạ Long sẽ diễn ra hàng loạt mini show hoạt náo với các hoạt động diễu hành carnival nghệ thuật và trình diễn xiếc. Những màn trình diễn độc đáo này chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, tạo nên một không gian lễ hội đêm đầy màu sắc và hấp dẫn.
Với vị trí đắc địa bên Vịnh Kỳ Quan cùng sự đầu tư bài bản và quy mô, Vuifest Hạ Long hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của Hạ Long, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Hạ Long là điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.